khán giả đã quay trở lại với siêu tài năng nhí. Chúng ta sẽ gặp gỡ tài năng nhí cuối cùng của ngày hôm nay. Đó chính là bé Ngô Hoàng Phúc Thịnh. Xin mời. Dạ, cảm ơn Heo Cowboy. Cao dữ người ta. Con hãy giới thiệu về bản thân và số tuổi của mình nhé. Dạ, con tên là Ngô Hoàng Phúc Thịnh và... Ủa? Trời ơi! Ủa gì nè? Dạ là con tên Ngô Hoàng Phúc Thịnh, con 12 tuổi và con nhà ở Đồng Tháp. Con tên Ngô Hoàng Phúc Thịnh hay là Nguyễn Phúc Thịnh? Nguyễn Phúc Thịnh xin chào. Phúc Thịnh. À, Thịnh nhỏ có biết Thịnh lớn không? Dạ biết. Con có biết bài nào của Thịnh lớn không? Dạ không. Hỏi anh chi? Ừ đó. Ai mướn? Quỳ im đi. Chú trai quá. Hiện tại con đang tập luyện cho bộ môn cổ may tỉnh Đồng Tháp. Thường ngày con lên đây ở ký túc xá thì khoảng chừng 2 tầng tập luyện ở đây, giờ con mới được về nhà thăm nhà. Đó là hiện tại động tác con thấy khó nhất là động tác quét voi mà lộn xanh tô. Ước mơ của con là đạt được các thành tích cho đội tuyển. Giờ con sẽ chinh phục được các thử thách của siêu tài năng nhí. Các cô chú ủng hộ cho con nhé. Ủa là đá chưa? Là đá rồi đó, đá người ta tung hướng được. Tất cả bao nhiêu cái đó tung hướng cái này rất là khó. Tầng bọng đó. Đá nhẹ nhàng tới mức độ không biết được đâu. Hay quá ta. Con có thể vừa làm cái này vừa ăn cơm được không? Ở nhà có bao giờ con kiểu mày với mày nè, đá nè, cạnh cạnh rồi cái đọc bài, học bài rồi đánh răng rồi không? Con có làm gì không? Dạ không. Chú nó nghiêm túc bữa nào con làm cái này thử. Thiệt. Ồ. Có một cái thử thách là dành rất là nhiều dụng cụ vừa xài vừa đá. Nè kiếm nè, keo sợi tóc nè, mặt kiếm nè. Rồi ra ngoài. Con cứ là bấm bấm chạy đầu rồi. Bấm qua đây sợi tóc bấm bấm. Đó, qua đây đánh răng bấm 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 đó. Ừ. Thiệt hay chứ bộ. Bình thường con đá con tung hứng vậy một lần được bao nhiêu cái? Dạ là nhiều nhất của con là gần 2.000 quả. 2.000 trái. Hồi nãy tôi dùm kịp á. Hồi nãy nó đá mà nó đi tắm luôn ra còn đá đó. Nãy con trai em chào Xuân có sự nghiêm túc nhẹ anh ạ. À, không nhờ anh cản là chắc con trai đứng đá tới 1.000+ cái à. Con có muốn lên bắt tay Thịnh lớn một cái để lấy năng lượng không? Dạ có. Tự làm đi. Để chú Thịnh xuống hả? Đâu phải dịp gì mà được bắt tay nghệ sĩ đúng không? Hai đứa giống nhau thôi. Thôi bây giờ lỡ chú Thịnh đứng đây rồi chú Thịnh ơi. Yeah. Chú Thịnh chỉ biết hát cái máy này, chú Thịnh không biết chơi. Con hướng dẫn chú đá con. Cái nào cơ bản nhất đó, đó con tin chú coi thử. Chú cái này là con thấy cơ bản nhất à? Ờ. Chú ráng làm cái cơ bản đi chứ không thôi chết à. Ui, cũng được chú một ba cái. Ê, cái này có vẻ vui nhỏ. Hả? Tới bà nữa hả? Em thấy có gì được vui, em mất chơi. Chị Harry Won không bao giờ sót một tiết mục vận động nào của chương trình hết anh ơi. Chơi vậy ok ok. Ê, ba cái. Anh ra ngoài làm luôn đi anh. Em tin anh ơi. Nhưng anh không tin anh. Ra ngoài đi đi, ra ngoài đi đi. Anh thả này, cơ lên. Em thấy có hai sự va chạm mọi người em, nhưng mà em không phân biệt nè, đâu là banh, đâu là chân. Tuổi thơ là chỉ chơi mấy cái trái này thôi. Mà sao tự nhiên con đam mê cái môn này ở ngoài đường? Một là đá banh, hai đá cầu chứ đâu có đá mấy trái này. Trái này là chỉ có thể dục thể thao trong trường mới chơi chứ. Dạ tại con coi trên mạng cái con đam mê. À coi trên mạng cái đam mê hả? Bây giờ vậy, cái môn này nắng nữa con biểu diễn chuyên nghiệp sao? Tại vì ba người lỡ lên rồi. Ờ. Thì bây giờ mình lặp lại tuổi thơ. Đá cầu này, bây giờ đá có ai đá hụt? Có ai đá hụt?
Em không biết chơi cái này. Thì bây giờ đứng năm góc, ai đá hụt một cái đóng vô cho nhỏ 100.000 tiền học bổng. Lẹ đi mấy đứa, đứng vô góc đá chuyền đi mấy đứa. Đứng vô góc đá chuyền đi mấy đứa. Đi ra đây. Trước khi con đến phần biểu diễn môn cầu mây của con thì bây giờ chúng ta sẽ có một trận đấu giải giữa năm người truyền cầu cho nhau. Con là người chính giữa, con muốn truyền ai con truyền. Rồi, đứng năm góc. Ừ, đó, view. 100. Ừ, đó, view. 100. 100 cái tiền thắng quần. Gì kỳ đó, mình bị gài dữ ta. Gài chứ. Rồi. Ra ngoài nè, 200. Đưa quá, người khác truyền đi, đừng có đưa em nữa. Trăm ngàn, chồng đá vợ trăm ngàn. Chơi cái gì? Sao bà không ra? Ủa ai mà đá vô như vậy? Miệng chung thôi chứ. Chưa chưa bao giờ thấy ai chơi dơ nhà đó luôn á, thiệt á. Thì bà ra bà chuyện cho ai đi. Anh đó. Em. Đây, con nhanh nhất nè. Con mới kia, mới kia 1, 2, 3. Sao mà đá được? Wow. Anh chưa. Đá mà ngang ngược vậy mà cũng tính nữa. Wow. 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 300 ngàn. Wow. 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 Ý, ai vậy? Bà heo. Ý. Ồ. Ôi. 200. 200. Còn một đợt nữa, còn một đợt nữa. Nãy giờ tổng kết là chú Thành 200, chị Harry 100, em 300 nha. Nè. Ý. Ý. Trăm. Trăm. Chứ đâu có thí sinh mà được 100. Nè. Ý. Ý. Chứ đâu có thí sinh mà được 100. Nó trả tiền rồi rút về, rút quân về. Rút quân về. Thương con tôi. Đây là tổng cộng là 600. Đó là thằng nhỏ cũng bị trừ 100. Là con còn được nhận 500. Yeah. Lát nữa chú Nước Phước Thịnh chuyển khoản cho con, ok. Chú đọc ở trong profile của con á, chú thấy là ba của con thì chạy sơm công nghệ, còn mẹ của con thì đang bị bệnh, rất là nặng ở nhà. Và con chơi cái này ngoài cái đam mê của con. Con cũng rất là mong hy vọng để con đấu những giải đấu và con đem tiền về để con phụ đỡ với gia đình, đúng không? Dạ. Yeah. Chú đến đây ngoài thưởng thức những tài năng của các con, chú cũng muốn mình làm một nguồn động lực để ủng hộ cho cái đam mê của các con. Và chú cũng rất là khâm phục những cái bạn còn rất là trẻ, nhưng mà các bạn cũng đã nhờ vào những cái đam mê của mình để các bạn có thể phụ đỡ với gia đình. Chú sẽ phụ đỡ cho con để con giúp đỡ cho gia đình con 20 triệu. Anh không có bao giùm mọi người. Không cái tiền nào nó ra cái tiền đó rõ ràng, đúng không? Chừng nào anh Thành anh nói Nu em chuyển luôn cái tiền này giùm anh đi thì anh cũng ok luôn. Nhưng mà trước mắt thì chú vẫn sẽ trích phần chi phí của chú ra để chú gửi riêng cho con, để con về con tiếp tục cái đam mê của con. Và con cũng có thể con lo đỡ cho, phụ đỡ cho gia đình của con. Dạ, con cảm ơn chú Nu Phước Thịnh. Bây giờ thì chú Thịnh đã cho con tới 20 triệu rồi. Dạ. Bây giờ chú phải hỏi đàng hoàng. Dạ. Là mẹ bị sao? Dạ, dị hận giai đoạn cuối. Trời ơi. Giai đoạn cuối là mẹ con phải đi thay máu một tuần là mấy lần? Dạ, một tuần 3 lần. Nhưng mà bây giờ ba mà đi xe ôm thì làm sao mà đủ chi phí cho mẹ lo bệnh đây? Dạ, mẹ có sổ hộ nghèo. Mà con thì con có kiếm được một cái nguồn thu nhập gì trong cái việc đi thi đấu này không? Dạ có. Dạ là một tháng con kiếm được 5 triệu. Cũng coi như duyên đi ha. Thì tại chú Thịnh cũng tặng nhiều rồi nên chú sẽ tặng con thêm 10 triệu nữa. Ừ. Còn những cái phần còn lại chú sẽ dành tặng cho những bạn khác nữa con nhé. Con cảm ơn chú chân thành. Ừ. Dạ, yeah, quá tuyệt vời. Cảm ơn những món quà rất là ý nghĩa đến từ các vị giám khảo của chúng ta dành tặng cho bé Thịnh. Thế thế. Dạ. Tự nhiên Bill nó kêu bé Thịnh. Dạ sao bé Thịnh lớn?
Thêm chữ lớn làm chi vậy? Em phải gọi bé tên già thì người ta nhận chứ bé tên lớn sao không chịu kìa. Không, thì ý là ở đây mình vẫn còn rất là nhiều những cái thử thách đó, thì mình cũng rất là muốn xem, là khán giả cũng rất là muốn có chứ xem. Bởi em muốn nói rồi, đây là những món quà để cho con có tinh thần và động lực để con làm thật tốt những cái thử thách tiếp theo sau đây, đúng không? Mà dạ, lãnh lương 30 rồi là phải đá cho ngon nha, chứ nãy đá chật cái tôi không chịu đó. Rồi bây giờ sẽ là một cái thử thách đầu tiên liên quan đến tài năng của con về cầu mây. Cầu mây thì chúng ta có thể thấy khi thi đấu bật nhảy rất cao để đón cầu và chuyền cầu. Thì bây giờ thì con sẽ thể hiện cái kỹ thuật bật cao đá trước ha. Dạ. Rồi xin mời con. Chắc là phải kêu Thịnh Lớn lên đá thử coi là cái độ khó nó thế nào. Xin mời bé Thịnh Lớn. Em thấy đồng ý không? Hiện tại độ cao là đang ở mức 1m8 nha anh. Wow, thẳng cái đầu quá. Thịnh đã làm thì mình thành lên. Bây giờ á, bạn Phúc Thịnh đá cao bao nhiêu thì bạn Phước Thịnh theo bấy nhiêu. Và bạn Trấn Thành cũng theo bấy nhiêu với mọi người. Mọi người đồng ý không mọi người? Cái này thì được mà, cho nên dài mà. Được, vẫn còn được. Được. Cứ lên 10cm mà chú Phước Thịnh và chú Trấn Thành không đá được thì con sẽ được một giải thưởng. Một giải thưởng 100.000 từ hai chú. Cứng lần không được, chơi 1 triệu. Oh, wow. Rồi, bây giờ chúng ta đã 1m8 rồi, chúng ta sẽ nâng lên mức tiếp theo là 2m. Xin mời lượt đá đến từ bé Phước Thịnh. Trước đi. Ô, thế chưa? Yeah. Ô, thế chưa? Em ta làm được mà. Lên thôi. Ok, 10 thôi. Ở đây thôi, được rồi. Wow. Nó còn bén lắm mà. Chạm là tính rồi đúng không? Chạm là tính, chạm là tính. Đó, đó, chạm rồi, chạm rồi. Mình sẽ lên 10cm nữa. Xin mời dây. Đây là 2m2 rồi ạ. Tới giờ đóng tiền rồi nè. Em đi tới giờ rồi, giờ tới giờ rồi. Khoan ơi con, con đừng đá cú này, cho hai chú đá trước. Chú Phước Thịnh đã cởi giày ra rồi. Chú Trấn Thành cũng cởi giày ra. Cố lên.
Và xin mời bé Phước Thịnh ạ. Coi con tôi nè. Đẹp luôn. Chắc là bé có thể lên được nữa, cho nên chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé lên thêm 2m30. Dễ dàng quá vậy. Em thấy cảm thấy như còn lên được nữa đó. Lên nữa dư à, dư à. Và bây giờ là 2m40. Lên được nữa không con? Giờ chắc được một miếng nữa. 2m50. Bây giờ đây là mức cuối cùng rồi, mà mức khó đúng không? Thì nếu mức này mà 1 triệu nữa thì coi thường sự cố gắng của cháu quá. Vậy thì anh muốn sao ạ? Tăng lên một nấc. Ở mức này 2 triệu nữa, nếu mà con dính con được 10 triệu chẳng hợp lý. Cố lên nha Thịnh ơi. Đã quá cao rồi, quá hay rồi. Như vậy là kỷ lục bản thân của con sẽ là 2m4. Cũng có một thông tin của một cầu thủ rất nổi tiếng trên thế giới, đó là Ronaldo. Cũng có một cái sự bật nhảy và đá đón banh như thế này. Mức cao nhất của anh là 2m38. Có nghĩa là mình nói đây là bạn nhỏ mà đá tầm cao mà gọi là world class. Yes. Vỗ tay. Chúc mừng con. Như vậy là ngày hôm nay con cũng đã rất là xứng đáng khi mang về một cái phần quà tổng trị giá là 36 triệu đồng đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Chúc mừng con. Hy vọng là chú gửi cái quà này thì về nhà con giúp cho mẹ ha. Chú mong là mẹ sẽ khỏe và có cái tiền để duy trì cái việc chạy thận nha. Chúc con trai luôn luôn mạnh khỏe, kiếm được thật là nhiều tiền để lo cho gia đình. Cảm ơn giám khảo Chiến Thành ạ. Và không biết là giám khảo anh Nu Phước Thịnh có muốn gửi lời động viên cho bé không ạ? Thịnh lớn chúc cho Thịnh nhỏ sẽ giữ cái đam mê của mình ha. Và từ cái đam mê đó bạn sẽ phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó nữa thì những cái phần quà từ Nu, từ anh Trấn Thành cũng chị Harry Won gửi đến cho bạn. Chỉ mong một điều đó là bạn sẽ có thể tạm quên đi những cái âu lo đó, mà bạn có thể tập trung vào đam mê của mình. Và chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe, gia đình cũng sẽ thật nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn bạn đã đến với Sự Tài Năng Nhất. Dạ vâng ạ, cảm ơn giám khảo Nô Phước Thịnh và xin mời giám khảo Harry Won ạ. Harry thấy là hai bà nãy giờ cũng nói đầy đủ xong hết rồi, thì cô chị muốn gửi lời cho con là có gì chúng ta ở dòng sau gặp lại tiếp nha. Wow, có vẻ đây là một sự mở lời hứa hẹn ạ. Hy vọng, cũng rất hy vọng bé có thể có cơ hội bước tiếp vào vòng bán kết của Siêu Tài Năng Nhất. Như vậy thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhận quà của chương trình nha. Trước khi nhận quà của chương trình thì cũng muốn hỏi thăm thêm về Thịnh là mình có ước mơ gì không, có thể chia sẻ với chương trình không? Dạ, ước có một đôi giày chuyên môn. Như vậy là hôm nay em được đóng vai cô Bụt. Trên đời này chỉ có một là ông Bụt, hai là bà Tiên.
chung có cô bột bà ơi. Em làm cô tiên. Làm cô tiên thôi nghe, đừng làm cô điên nghe. Mình nói tới đâu rồi? À, nói tới đoạn cô bột của em. À, ngày hôm nay gửi món quà của chương trình Sư Tên An Nhí gửi tặng cho con, đó chính là một đôi giày chuyên cầu may. Mỗi lần con đá cầu hãy nhớ đến cô bột. À, cảm ơn cô Ghi Lê với chương trình. Cảm ơn con rất là nhiều ngày hôm nay đã có mặt ở đây và thể hiện rất là tốt. Còn đây là món quà riêng của chương trình nha, gửi tặng cho con. Khi tham gia chương trình Sư Tên An Nhí, con cảm thấy rất là vui và tự hào về bản thân, bởi vì vượt qua được giới hạn của bản thân. Con cảm ơn chú Trấn Thành và chú Nô Phước Thịnh đã trao cho một phần chi phí để mẹ con chữa bệnh. Và con hứa sẽ tập luyện chăm chỉ, tích cực để không phụ lòng các cô chú. Mình xin nhận cái món quà từ cái tấm lòng của Trấn Thành và ca sĩ Nô Phước Thịnh. Mình sẽ sử dụng cái đồng tiền này đúng mục đích là để uống thuốc và chữa bệnh và lo cho hai đứa con. Cho em Kim Mai, không cần phải giới thiệu thì em cũng biết anh là ai. Là con gái thích chơi nhạc rap thì có gì sai đâu với ai, chứ tiếng nhỏ thì em không ngại. Siêu tài năng rap để mùa này em thay thế. Anh cũng hay ghê á, mà sao cứ hay chê. Muốn mơ ở trên ghế để cho em thêm cơ hội. Ngồi dưới đó mới là giám khảo, chắc anh đã quên rồi. Như vậy là chúng ta vừa xem lại hình ảnh của ba bé trong tập ngày hôm nay. Và ngày hôm nay rất vui khi có sự có mặt của giám khảo khách mời, đó chính là anh Nô Phước Thịnh. Không biết là cảm giác của anh ngày hôm nay như thế nào ạ, sau khi chứng kiến rất là nhiều tài năng của ngày hôm nay ạ? Mình thấy được một sự cố gắng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì mình rất là khâm phục các bé, vì có những bé dựa vào đam mê của mình để mà phát huy, để mà tìm lấy cho mình một con đường để mà phát triển. Có những bé thì cũng dựa vào tài năng của mình để có thể phụ đỡ với gia đình nữa. Đây là một trong những phép màu, trong những cái điều thật là thú vị, chắc là chỉ có ở Siêu Tài Năng Nhí thôi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, và phải nói là cảm ơn những cái phần quà của anh đã giúp đỡ và động viên cho các bé có hoàn cảnh khó khăn để các bé có thể giúp đỡ gia đình và theo đuổi đam mê của mình. Và ngày hôm nay giám khảo Harry Won cũng đã sử dụng tấm vé cho vào thẳng của mình dành tặng cho bé Dương Cầm, một bé rất xứng đáng, chỉ mới 5 tuổi thôi. Cảm ơn ba vị giám khảo của chương trình Siêu Tài Năng Nhí tập ngày hôm nay rất nhiều. Và kính thưa quý vị khán giả, tất cả các bé tham gia vào vòng loại của Siêu Tài Năng Nhí mùa 2 đều sẽ nhận được học bổng Super Kids đến từ hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS. Chương trình như đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Medicine Middle Group thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Súp Xích Súp Lắc Health Cowboy đã đồng hành cùng với chương trình. Theo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 Siêu Tài Năng Nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.